Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua gần 10 tiết mục. Với những tiết mục là tụi em đã đầu tư rất là nhiều về cảnh trí để phục vụ tất cả quý vị. Hy vọng làm hài lòng tất cả quý vị thông qua chương trình Hương Nam By Night 2. Và chương trình Hương Nam By Night 3 sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Quý vị ơi, đừng quên lấy điện thoại và note lại lịch của mình. Đó là 14 tháng 12, chương trình Hương Nam By Night 3 với chủ đề 999 Đó Hồng sẽ phục vụ tất cả quý vị với những người đẹp vô cùng quyến rũ của các thác Lô Tô Hương Nam. Còn ngay bây giờ, xin mời Mỹ Hương bắt về sân khấu và cùng giao lưu và gặp gỡ với người đẹp Diễm Huệ. Nào cùng vui lên ai. Sha. Hey. Sha. Hey. Chúng ta có gì ơi. Sha. Nào cùng vui lên ai. Hey. Với em hai người đã say đắm bên nhau, nhưng tim đường rơi xót xa nhớ nhớ anh đêm nay. Đến với em hai người mình say cùng trong đám say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dân ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em xanh như bài thơ, và tình đôi ta xanh như mộng mơ, nghe hồn chơi với người yêu ơi. Nào cùng vui lên anh. Hey. Nào cùng vui lên ơi, thắp sáng lên niềm tin, đến với nhau đêm này mình vui lòng sống ngất ngây. Ta ta da da, cha cha da ta, hát lên ai ngờ khúc ca đầu say tuyệt vời. Ô khúc ca đầu say tuyệt vời. Hết cha rồi lộ hết. Hey, hello, sao? Thấy nhỏ bên phải ơi, cái giải trên lầu ơi, thấy nhỏ bên trái ơi, gió tay ơi. Hey, quậy lên nào, quậy nước chanh, quậy nước chanh, hey. Quậy nước chanh. Đến với em hỡi người, đến với em hỡi người, ta say đắm bên nhau, ta say đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, là mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với em hỡi người, đến đây, ta say đắm bên nhau, ta say đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, rồi mai người đi xa, rồi sẽ qua. Yêu anh dài lâu. Yêu anh dài lâu. Là người hơn có ai? Hãy đến với nhau một lần là người ơi. Hãy đến với nhau một lần đời thôi. Hãy đến với nhau một lần thôi. Sao lại ngồi chia vui vẻ. Ôi, sức mặt
soi, súp bà soi, súp bà soi bà già ăn soi, súp bà 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 soi bà bán súp bà bả tên soi, súp bà soi, yo yo, súp bà soi, súp bà soi, yeah. Mau chờ lên thật lớn quý vị ơi. Quý vị ơi, nóng quá. Quý vị muốn hát nữa không? Quý vị ơi, tóc này đẹp không? Để vậy luôn nha. Nhưng mà là tóc giả. Hey! Everybody! Everybody! Anyone need me say the yeah! Oh, put your hands up in the air! Come on! Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy mình đang sống. Anh ơi có hay không? Hãy cho tôi một lần người thôi. Hey, âm thanh bị hư rồi. Tắt điện lúc này. Trời đất ơi, chuột ba tay gì mày á? Chơi gì kỳ cục. Trời đất ơi. Cái nữa, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 4. Nè, có câu này hát dành tặng con Su nè. Quê em mẹ, nhận con Su nè. Ê, nó nghe. Áo nhạc anh ơi. Đi ra ngoài đi. Trời ơi, cái phần ba rội bên đây nó hư rồi bay. Mày cho ra mày đến bé Tư đi. Mày đến bé Tư đi. Một điểm nè. Cố lên. Một, một, hai, ba. Ê mày rinh cái kiểu gì? Ê nó nghe nè. Nó nghe nè. Mày rinh cái kiểu gì mà bót cái buồn đái quá. Trời đất ơi trời. Nè. Trời. Hứa. Ê hơi không vui vậy gì tư, lột tóc cho vào chuông đổ chùa ra. Dạ xin mời chúng ta bắt đầu giờ số rồi. Giờ số gì ơi, ai chưa có vé cứ giơ tay lên nha. Số gì đây, 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 quay số gì ra, số gì ra, số gì đây, con có gì ra, số gì đây, số gì đây, ai chưa có vé giơ tay lên quý vị nha. Quay em ai chưa có vé, ai chưa có vé giơ tay giùm em. Số gì đây con, mày gì đây mày, gì đây con, số gì đây sao mày gì ra con, mày gì ra mày gì ra con, mày gì ra. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con còn giống ba. Sao? Cả nhà ta cùng yêu mà thương nhau, xa là nhớ gần nhau cái là cười. Còn 60, 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 còn 60. Quê em miền Đức, quê em dùng đất Bến Tre đâm lên. 8 tuổi em đi nạo dừa, chưa có số. Rồi sao được? Số gì ra, số gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, con số gì ra, số gì ra, con gọi gì ra. Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đánh tiếp. Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen xì xì, cả nhà em chết cháy. Em ở tù muôn năm còn 15. Còn 15, còn 15, chết. Con 15, yeah. Con 15, nó còn 15. Số gì đây, cô số gì đây, số gì đây chị em ơi. Hey. Lên tàu. Hey. Hey. Lên chưa, lên ta. Có vé chưa, lên tàu hết nha. Lên hết chưa. Ok. Rồi.
Chuyến tàu đầu tiên xin phép được bắt đầu. Đi sao Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối ba lòng ta mơ. Trời ơi là trời. Trời ơi. Cái danh đó. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời, trời ơi. Trời ơi là trời. Trời con ơi. Cái to tàu, cái to tàu bị tuột váy. Tôi tức chết với con này. Trời ơi trời, trời. Ở trong nó mặc body slim quyệt. Ở cái con tàu em ao quan nghiệt kìa. Đúng to rồi. Nó đi bơi mấy má ơi. Ai giờ nè đứt một to rồi, có đi nữa không? Thôi, là tàu anh đi. Đi. Đây. Chú Hùng ơi, lên tàu. Đi lên tàu nè. Cho chú Hùng đứng đầu đi. Ê, chú Hùng dắt tôi nha. Lên tàu rồi người ơi. Đây. Ê. Ê. Đi sao Việt Nam theo bánh và tàu quay, qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng em mơ. Tàu qua núi cao 56 50. Trời ơi, chết rồi trời. Gì em, cái gì vậy? Nó mở cái to tàu ra nó đi bảo trì. Trời ơi là trời, cái quần đá banh má ơi. Trời ơi. Xin lỗi chị, team em là team wow, làm cái vụ bất ngờ hết trơn á. À, hai rồi. Đứa đi hát nhưng mà một đứa muốn đi bơi, một đứa muốn đi đá banh. Trời ơi, anh tinh thần đấy. Ê, 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 chạy lên, chạy lên. Ê! Hả? Nhìn mày giống con cua mà không quá. Quên em đi bơi thuyền trong thao cầm chi. Hey! Chiếc kiều đó mừng chào đón anh bơi đi chị. Vô. Bơi bơi bơi, thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay. Quá giận em ngồi xem khi đi chơi thuyền. Cho đến na 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 na. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Ê, ê, đi đâu vậy? Ăn cấp độ gì vậy? Đi đâu? Ê, khoan khoan khoan. Ê, trời ơi trời ơi trời ơi. Ê, giết người. Giết người. Giết người. Khoan khoan khoan. Chờ xíu. Khoan khoan khoan. Không được. Giết không được bên nào, không được bên nào. Ở đây là một cái gì đó rất là quý á. Không được bên nào mọi người ơi. Rất là nguy hiểm hiểu không? Rất là nguy hiểm, không được bên nào hiểu không? Cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Mở ra, mở ra. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Cái đầu. Giết người, anh ơi, anh ơi. Chán đầu luôn. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, Dung Bi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Tao đâu cha mày. Mày chơi mất dạy. Tự nhiên nó kêu em vô đây ảo thuật đi. Nó kêu em chui vô đây nè. Lúc xíu nó chạy ra ngoài cửa. Ai biết nó lôi em qua đây đi chồng lòng heo vậy trời. Thằng chó đẻ. Thôi được rồi. Người muốn cái gì? Người có quan tình đúng không? Tâu bệ hạ. Bệ hạ. Tâu bệ hạ. Trời ơi. Đây không phải là bệ hạ. Đây là bao công. Đưa đưa cho ngài một cái ống nói đi nào. Đây là vợ bao công, bao kim phụng. Con muốn điều chi? Bẩm đại nhân bao kim phụng. Ôi ơi. Điều chi? Người con có một quan tình. Dạ con có quan tình bao kim phụng ơi. Quan tình mà quan tình gì? Các trời ơi nói. Con nói thiệt với bao kim ra bao kim bao là kim phụng. Chuyện gì? Trời ơi là trời. Sao con đi lăng kim mà nó không hết gỗ vậy? Khoan. Xí xí xí. Cái này em khoan. Nói em nói nè. Cái này em để giải thích cho bao kim phụng nghe. Với lại mọi người nghe. Cái này á. Trời ơi trời nữa kìa. Cái gì vậy? Khoan khoan. Bao kim phụng ơi. Có quan tình. Ai nữa? Chuyện gì nữa? Có hàng ship hả? Từ nước ngoài gửi về. Trời ơi. Trời ơi. Thúi quá. Cái hàng này bị thúi quá. Trời đất ơi. Tao diễn mệt quá, tao vô tao ngủ một chút. Con quỷ phụng nó lôi đầu tao vô đây. Ê, nói nghe nè. Vừa thôi. Ê, ở đây đang có bao kim phụng. Lôi bà ra, bà trôi lên như cái bao thuốc lá vậy đó. Bao kim phụng đâu? Nè. Lên rồi. Lên. Leo lên, leo lên, leo lên. Quang quá. Quang quá. Bái kiến bao đại nhân.
chuyện gì các ngươi hãy nói. Bao Kim Phụng. Bao đại nhân ơi, tối hôm qua tôi cái mình tối hôm qua nó làm vậy nè. Khoan khoan khoan, xí lời ta đây truyền phán á, từ từ nha, nghe nè. Ta là Võ Tắc Thiên. Trời ơi, trời ơi, đừng chỉ lời. Là Kim Phụng không phải Hồ Tiểu Vy đó em. Trời ơi con ơi, Hồ Tiểu Vy đâu? Tìm nó cho ta lập tức, tìm nó cho ta con Hồ Tiểu Vy đâu? Tìm lỗi nhất ở đây, coi chừng cái bình nó đâu rồi, cái bình nó đâu? Trời ơi, trời ơi, đây đây khoan, như hai nè. Giọt nước vậy đó quý vị ơi nè. Không khác tí nào luôn nè. Mày thử mày gật gật giống con này coi nè, nhìn ra 1 2 3 gật. Ê khoan, cái đầu mày không có khác nhiều. Trời ơi khoan, để tôi. Ôi trời ơi, cái đầu này đẹp hơn cái mặt mày nữa. Ê nói nghe nè, ma nơ canh mà cũng bị hô nữa ha nè. Trời, bé hô nè. Hồi lúc mà em làm con ma nơ canh, em diễn kịch ma đó mọi người, em không biết ma nó làm sao, em gửi hình Hồ Tiểu Vy đó, người ta thiết kế ra mà y chang nè. Bé ơi gật đó, cái này giống như nó tá vô người em. Nó đây làm gì là gật nha, gật rồi tiếp gật. Các ngươi hãy im. Trời ơi, Bao Kim Phụng nói kìa. Trời ơi, Bao đại nhân kìa, nó quạo kìa. Chơi mà quạo hả? Trời ơi, trời ơi, trời trời ơi, có nói đàn ông kìa ông nội ơi. Trời ơi quý vị ơi, trời ơi, cho Bao Kim Phụng xử án kìa. Đứng lại. Đó, đó quý phi hồi xưa đó. Bao đại nhân, xử đi Bao đại nhân. Xử cái gì bây giờ mà xử? Nó lộng hết vậy? Rồi. Trời ơi, ướp xác nó luôn hả? Dạ, kính thưa quý vị, quý vị vừa được xem qua, đó chính là chuỗi kỳ án Thâm Cung. Và ngay bây giờ quý vị sẽ được xem một điều bất ngờ nữa. Con này nó phải đó. Oan ức quá. Rồi bất ngờ ở đâu? Nó đi đâu mất tiêu rồi. Đứa nào đây kéo được cái bao này ra ngoài, tao gửi 500. Trời ơi chị Nga. Chuyện gì nữa đây? Cái gì vậy chị Nga? Chị Nga. Chị làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy Hương Nga? 1 2 3 khui. Trời ơi, người một nắp mà cái đầu mày một nắp. Ở đây nha. Nãy giờ ai làm gì làm, ở đây có mình chị Nga diệt được mày. Đại nhân, xử nó đi đại nhân. Đại nhân. Đại nhân ơi, nó ở đây nè, chứ không phải dưới đây đại nhân. Bây giờ ta nói. Đau trời ơi, xí cái gì? Bao đại nhân kỳ quá. Bật vỗ cái trống gì mà? Khoan, giỡn một ngón gì? Bây giờ nè, ai có ba tội? Ba chuyên môn chở bốn ngón. Đúng rồi. Bà nội ơi, bà nội, ông nội ơi, ông nội. Cái thằng ông nội mạnh chứ vậy, ông nội. Ôi, đập mớp luôn. Làm lên đi, rồi. 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 Bay đâu? Dạ. Chuyện gì nó vô nó thưa mà không biết tụi bay đứng ở đâu nãy giờ. Bao đại nhân, Bao đại nhân. Đứa nào có tội, lăn kim nó đi. Ôi trời ơi. Gì? Cái gì vậy? Mày điên hả? Mày điên. Lăng trời. Lăng. Tao biết có một cách trị tội của Bao đại nhân. Em nghe mày nói nè, trong đây có tao với mày với con kia lăng kim thôi. À. Thằng thái giám mày nữa. Nói nghe nè. Bao đại nhân đã được lên cấp thì một bông nữa. Xí, mọi người ở đây biết Bao đại nhân trị tội mấy đứa này sao không? Sao? Quang. Bao đại nhân. Quang quang để tôi quang ức quang. Chuyện gì? Để tao kể. Mày nói trước đi. Bao đại nhân lấy chiếc mô tô. Ừ. Bao đại nhân cầm lái, bỏ hai đứa này ngoài sau. Ừ. Chạy tới câu gà dắp thùng đinh cho hai này té thùng đinh cái mặt gỗ không. Ừ. Mà chưa hết đâu. Tính đâu hai đứa này bị thôi. Ừ. Mà ai ngờ Bao đại nhân cầm lái, Bao đại nhân bị nặng nhất. Hèn chi, cái gỗ của bà. Hèn chi, cái gỗ bả như cái lưu vậy. Không phải đâu, xí.
Bởi... Dạ xin mời gì chúng ta tiếp tục. Giờ số ta lại mày may số lần thế nào? Chỉ là 16. Chỉ là 16 đó 16. Còn đó là chủ 16 đó 16 16 còn 46. 46. 46 46 46 số gì đi số gì đây? Đà Lạt có hộ than thở đã gieo cho tôi biết bao là luyến nhớ. Vì sao tên là than thở khiến đôi duyên tơ viết nên câu chuyện tình. 39 ra 39 39 39 số gì đây mày? Gì ra con số gì đây mày? Gì đây con số gì ra? Em ngã xuống như bao nhiêu người dũng sĩ, lúc cuối cùng em là những ngôi sao. Bà ngã kìa má. Mày làm cái gì vậy? Người ta hát là em ngã xuống như người ta ngã hết rồi kìa, mày làm cái gì vậy? Thì em nói sao ngã? Trời ơi, nói đi nút lưỡi cái đầu lâu. Giờ tiếng cái gì ơi? Lúc cuối cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em chấm đất tàu tàn. Em mãi đời đời là người con gái Việt Nam. Nói đi chị cô. 58 58 cái 58 58 58 58 58 58 còn mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây như quá tầm sai. Còn số 2 con số 2 còn số 2 con số 2 con số 2 con số 2 10 gì đây 10 gì đây 10 gì đây 10 gì đây ngựa ơi ngựa ơi. Ngựa cướp bạc mà lục lạc mà đồng đen. Một bộ lá sen một chỉ cương như ông thầm. Một cặp yểm trăng non tan non tan tình 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 tan non tan tình. Tiếp sống cho chàng dính đấu lại là dê dinh. Tiếp sống cho chàng dính đấu lại là dê dinh. Con 19 con 19 con 19 con 19 con 19 con 19 số gì đây? Con 19 chứ số gì đây mày? Gì đây cô số gì đây số gì đây? Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận mà núi cao, ở tận mà suối sâu. Như anh em một nhà cùng nhau ta múa ca, như cây sương rồng chỗ qua đây 43 43 43 43 43 43 43 tia nắng ngày mai 42 42 42 42 42 số gì ra nắm gì ra nắm gì đây à? Bình chân đã mở các sách tới trường quét tóc điểm xương như cùng bạn trẻ cùng nhau bài về đánh diện ê a đừng ngại tuổi già học hành cho tốt 51 51 51 51 51 51 51 số gì đây mày gì đây số gì ra mày gì đây cô la sơn đờ mè lao mè lao mè lao mè lao ấy cô la sơn đờ mè lao mè lao mè lao mè lao còn số sao còn số sao để còn số sao còn số sao còn số sao còn số sao đó số gì đây số gì đây cô số gì đây số gì đây tự là từ phụ tướng bảo kiếm sắc bông lên đàn vào ra luôn trong tình chàng ôi nằm cạnh mờ màng em luôn trong tình chàng ôi cái gan vàng quặn đau ư ư 44 là lá cờ hên xin lô ở dừng xe vâng 44 vừa điểm kêu qua đã có người đoạt giải. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu và cùng dò số. Vâng và bây giờ bà con cũng bắt đầu dò số ạ. 44 vừa kêu ra. 44 vừa điểm kêu qua có 1. 56. 56 có 2. 15. 15. 15 có 3. Số sau cùng là con số 2. Con số 2 đầy đủ. Và dòng lò tiếp theo cũng y như cụ là 10.000 đồng. Mong quý vị tham gia tham dự ủng hộ giùm cho chúng em. Coi như kích lệ tinh thần. Rồi bây giờ chị lựa cho mình một con gấu bông lớn đi theo lời yêu cầu hả? Theo lời của nhà nước theo lời của bên ban quản lý tổng giám đốc Hương Nam để em gút vô đó vẫn lùng nha. Dạ quý vị ơi, quý vị yêu mến giùm cho chúng em coi như là kích lệ tinh thần hay quý vị. Kệ 10.000 đồng không có đáng là bao nhiêu mà quý vị ủng hộ giùm cho chúng em từ nãy giờ. Dòng loại này cũng là dòng loại kế tiếp rồi ha. Chưa chưa chưa, chưa chưa còn gấu quá trời luôn à.
chắc mình sổ hai ba vòng nữa mình nghỉ luôn á. À, khoảng chục vòng nữa em. Chục vòng nữa đi ha. Là sổ hết đó, dấu không? Tại vì thấy ở dưới đây là khán giả còn ngồi đây quá trời luôn, là chứng tỏ là hả khán giả yêu mến mình, rất là yêu mến là hả đoàn Hương Nam của chúng em. Đúng không quý vị khán giả? Đó, mọi người ủng hộ hai lá vé thôi, hai tờ vé thôi. Một lá vé là không có trúng đâu mà hai tờ vé là mới trúng nha quý vị. Mà thực ra là nãy giờ hỏi quý vị khán giả là quý vị khán giả coi từ nãy tới giờ mấy quý vị đã mắc chưa ạ? Đúng chưa không? Đã mắt đúng chưa không? Đã mắt không? Vô toilet tôi cho coi cái này. Khoan. Nè, hồi nãy giờ chưa đã mắt đúng không? Đã mắt chưa? Bây giờ đã mắt chưa? Đây đây đây. Cái gì mà? Hồi nãy giờ nè, khán giả hỏi chưa có đã mắt. Em dở đi lên khán giả đã mắt chưa? Không. Sáng đáng, mà rồi. Khán giả đáng lẽ người ta coi đã mắt rồi mà vừa dở lên người ta lé luôn. Sáng mắt chưa? À, rồi thôi quý vị ơi, bây giờ quý vị nào chưa có vé thì ủng hộ giùm chúng em. À, kệ nhanh tay gọn lẹ ha. Còn một hai dòng loại nữa thôi là chương trình chúng em sẽ khép lại và sau chào tạm biệt quý vị. Thì bây giờ quý vị chưa, cái dòng loại này đang bán mà. Bán vé. Rồi, bây giờ quý vị nào chưa có vé thì đầu tư cho mình vừa tấm vé. Còn quý vị đã có vé rồi, mình tập trung vào sân khấu, chuẩn bị dò xuống. Vâng, ai vẫn còn chưa lá vé, tất cả các anh chị mình giơ cánh tay mình lên với những tấm lá vé cuối tay này, những tấm lá vé đuổi nhiều may. Với một tấm lá vé là 10.000 đồng. Còn ai đây có lá vé trên tay, xin mời tất cả các anh chị tập trung về sân khấu và bắt đầu dò số. Với những dòng lợi này và những dòng lợi sau, chúng em sẽ đổi vé để phục vụ cho các cô chú quý chị và các bạn. Và bây giờ ai chưa có lá vé trên tay, nhanh tay ủng hộ dùm cho em phụng những lá vé cuối tay là những lá vé ít rủi nhiều may. Những bông hoa nở muộn là những bông hoa đẹp ạ. Số gì đây? Số gì ra đây? Mấy gì đây? Mấy gì ra? Con số gì ra? Mấy gì ra? Con mấy gì đây? Mấy gì đây? Kính mời quý khách có vé dòng này trở lại đây mà nghe kêu số. Số ra con mấy? Con mấy gì đây? Mấy gì đây? Số gì ra? Mấy gì đây? Gánh Hương Nam xin mời mọi người nhanh tay. Ở bên này người ta giơ tay. Chị Hương Nga ơi hãy đến đây. Rồi mơ bên tám. Anh kia mua vé. Con số ra cờ ra chị đây. Tên Hương Nam niềm vui sẽ dâng trào. Cờ gì ra? Số ra con gì? Mấy gì đây? Rồi bên đây ba vé luôn nè. Lộc ơi Lộc, Toàn ơi, chạy lại đây bán cho anh ba vé luôn. Số gì đây? Số gì đây? Để mấy gì đây? Mấy gì ra? Con mấy gì ra? Mấy gì đây? Con mấy gì đây? Số gì đây? Mấy gì đây? Con mấy gì ra? Mấy gì đây? Tết quê mình năm nay quá là chiều chơi. Tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời. Thi khăn đóng áo dài đi nhậu ghé. Mừng cô sao đầu xuân thêm chú rể. Hai ông bà anh tám có cô dâu. Hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Số gì ra mày gì đây bắt đầu dò số. Số ra con mấy con mày gì đây mày gì đây. Con số gì đây mày gì đây. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ ta biết như đông suối liền ngọt ngào. Lời mẹ mát mát êm như sao diệu dần dần. Tiếng ru bên thềm đằng ta soi bóng. Mẹ ơi, ba mốt ơi, 31, 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
gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, con số gì ra. Em đi trên cỏ non mộng mơ đôi bờ đường đê, em che nghiêng nón lá che rụng rè qua nhịp cầu tre. Cha đưa em đi học ngôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lắm buồn. Cha ngồi xuống cổng em, cha nói. Nói sao? Con nhỏ này mất dạy quá nhà. Con số ba, 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 con số gì đây? Mẹ thương em đến bên giường nằm, ôm chán em thì thầm. Sao mẹ? Con nhỏ này dài ghê, mẹ chọn nơi quyền quý, người ta thế mà chê. Nhà họ San giàu lắm, một bước lên xe hơi, con khỏi phí cuộc đời.
con nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. 34 à, 34, 34 à, ra 34, 34, 34, 34, 34, 34 xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Tiếng, tiếng anh lên đường, thúc giục trai trai, tiến ra xa trường, ta cùng tiến đấu tranh quái hùng. Ôi màu hoa thắm tình đôi ta, ôi màu hoa thắm tình Việt Nam. Để con số 8, 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 số gì, số gì đây? Nói mà không thấy thì chẳng mà ai tin. Sao nè? Thuốc uống không lịch coi chừng là thuốc dởm. Thầy bà là bỏ tiền mất mà thiệt tân. Bà con tương lân giúp nhau mà khốn khó. Sao nữa? Đừng tin không rõ tránh chỗ lang băm. 25, 25, 25, 25, 25, con 25, 25, 25. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Về quê mình chơi nha phụ. Ok bà. Tây Ninh có núi Điện Bà, có chùa Tòa Thánh, có rừng mà thiên nhiên. Đẹp quá bà ơi. Tây Ninh gái đẹp trai xinh. Sao nè? Có em cũng đẹp y như là tiên cô. Bà nội cha mày, cái mày đẹp như bà tiên cô. Mày xúc phạm bà tiên cô. Ủa, dễ cười sợ. Quá vậy? Trời ơi trời. Con gái tôi làm lỗi tôi chịu đòn chưa? Không. Chịu đòn đánh cho bà này à. Chịu đòn thì đánh bà đây. Đúng rồi, đánh bà đi. Ê. Ủa sao mẹ kỳ vậy mẹ? Mỗi lần con hát bài này là mẹ ra mẹ phá con vậy? Thì con đẹp con nói con đẹp chứ giờ nói sao? Cái mặt con không có giống tiên cô. Mà con, cái mặt của con giống đẹp. Cái mặt con biết giống ai không? Giống cái núi Vinh vậy. Thì thôi con đổi bài mẹ ghét buồn đi. Rồi đổi bài. Vô. Tây Ninh gái đẹp trai xinh, có em cũng đẹp y như là, y như là, y như là tiên cô của năm mốt vô. 51 của 51, 51, 51, 51, 51 số gì đây, con mấy gì đây, mấy gì đây. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi về, về lối trắng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận hơn nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lâu xưa. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên ly tre xanh nhà nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến sôi bóng chung đôi. Đẹp tình Việt Nam 28, 28, 28, 28, 28, 28, có mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, bốn gì đây, thôi thôi bà ơi. Thôi thôi bà ơi. Gái đôi nhịp cầu. Gái đôi nhịp cầu. Gái đôi a a nhịp cầu, bà ơi có biết tan nát tim ta. Ngày bà lên xe qua làm đẹp lòng mẹ cha, cho tình duyên đôi ta trái ngang thôi từ đây. 47, 47, có 47, 47, 47, 47, con số gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, số gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, con số gì ra, số gì ra, số gì ra, con gọi gì ra, con số gì ra. Tóc em dài em đi mà trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em thưa em đi trong gió. Tóc em không có em đi vô chùa, vô chùa thiếu lắm. 45, 45 mô Phật, 45, 45 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Mẹ nói gặp gỡ mà chỉ rồi chia ly dính duyên. Cái giọng mày mãi quá. Rồi là đàn ông coi. Mỹ Nương ơi. Mỹ Nương của em nè, Mỹ Nương ra Mỹ Nương. Trời ơi là trời. Ai Mỹ Nương em nha, ra. Tao điều trị ung thư hiểu không? Không, cái này là thần Kim Quy. Thần Kim Quy.
chứ không phải mị nương. Ta không mơ cung son cũng chẳng yêu người ngọc, nên tại trời cao sẽ duyên lộn môi để ngàn năm tầm khối si tình ra. 59 59 59 59 là lá cờ hên to ron ton ton ten. Có một người kinh số 59 rồi, quý vị khoan vội bỏ lá vé trong trường hợp kinh số. À xin mời chủ nhân may mắn. Bây giờ dòng loại kế tiếp là dòng loại bán vé hay đổi vé? Đổi vé nha quý vị. 5 vé cũ chúng em đổi thành một vé mới phục vụ cho quý vị. À để tri ân quý vị không nghe đường xá xa xôi mà tới đây tham gia tham dự với gánh hát Lô Tô Hương Nam. Rồi lên. À chào bé gái. Hồi nãy là 25 đúng không? 59. 59 giờ điểm kia qua. 59 có 1. 45. 45 có 2. 25. 25 có 3. Số 8. Số 8 có 4. Và tấm vé ăn ngang hộp lệ, quý vị không tin tưởng cứ việc lên kiểm tra. Còn không cách thì sẽ cho phần quà ra bên ngoài, quý vị mất quyền lời kiểm tra trong tối ngày hôm nay. Rồi, kể từ ngày bây giờ chúng em đang hoạt động con, những tấm vé đổi dựng, nha. Em gái đi nhận quà đi con. Rồi. Cái đó là diễn viên... Mà sao em hay quá vậy? Mai Thị Quyền. Mà sao em nhìn cái là em biết là con gái? Dạ chị ơi. Gấu bự. Con bự á, lấy con bự đi. Rồi, lấy con nhỏ thì lấy hai con. Ê, đừng lấy con chị xin lỗi em. Trời ơi, đừng lấy nó. Nó về nó tối nó hù mai em ngủ không có được đâu.